Chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của em. Thì hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu cho bác một cái bếp 2 trong 1, cái này của Tiger bác nhé, bếp nướng đấy, ra nhiệt bằng cái thanh nhiệt này, ở dưới nó còn rất là mới nhé, đang ra nhiệt đấy, đang đốt lửa. Cái khay này bằng nhôm đúc rất là dày. Thì cái này em vừa giới thiệu và cũng em đã bán rất nhiều trong năm vừa rồi đấy. Cái này là nó nướng ấy, thì nó thiết kế nó sẽ có những cái thanh như thế này, là khay nướng đấy, để mỡ nó sẽ ngấm dưới đây. Còn cái khay chiên ấy, xào ấy, thì nó sẽ không có bác nhá. Đây đấy. Cái khay này của nó thì chống dính nó còn rất là tốt nhá. Nó màu này không vấn đề gì các bác nhá. Đấy, nó tại vì là nó ra nhiệt nhiều thì nó nóng vậy thôi. Chứ còn chống dính này, các bác thấy này, đấy, chống dính của nó nước này. Đấy. Nên là nó rất là tốt. Các bác yên tâm về cái chất lượng chống dính nhá. Cái này là nhôm nó đúc rất là dày nhá, cực kỳ là dày luôn. Một cái khay này rất là nặng. Thì đường kính em sẽ đo cho các bác. Thì em đang bắt đầu quay video này, em bắt đầu bật bếp lên để em ra nhiệt đấy. Đấy, thì em sẽ tính cho bác thời gian bắt đầu nướng và thời gian bắt đầu chín nhé. Cái này là đường kính nó 35,5 và dài và rộng là 38,5 và sâu của nó là 4 cm các bác nhé, rất sâu. Đấy. Thì con này cái vung của nó thì nó hơi móp móp một chút, đấy, nên dính băng keo nhá, cho nó hơi móp, đấy, các bác nhìn thấy không? Đó. Cái khay này nó còn rất là đẹp các bác nhìn này. Đấy, nó chưa có bị chảy xước gì hay là móc méo gì các bác nhá. Chống dính nó còn tốt. Hôm nay em sẽ nướng món thịt dê cho các bác coi nhé. Cái này em thái nó vừa vừa mỏng mỏng vừa ăn, nó sẽ nhanh chín. Thì cái khay này là sử dụng điện 100V, cái đầu tiên các bác lưu ý. Với cái thứ hai nữa là cái chảo này ấy, thì nó nướng như thế này, thì các bác nướng cái đồ mỏng thôi, xúc xích, bò bít tết các thứ. Cái này làm bò bít tết thì tuyệt vời luôn, ăn những món xào, nấu, chiên. Đấy, rất là tiện tại vì nó có cái vung chống dính cũng là rất là tốt, ăn được nhiều người. Cái này ăn thì 6-7 người, 7-8 người ăn vô tư bác nhá, một lần xào của nó luôn. Một lần xào cái này em nói bác cả ký rưỡi thịt bò đó, không phải đùa đâu. Còn mình ăn ít thì mình xào ít. Đấy, vậy thôi. Đấy. Hôm qua em đã nướng xúc xích các bác rồi, cái khay đó thì em bán rồi. Hôm kia. Đấy, rất là đẹp. Thì cái này ra nhiệt ấy, thì bác cứ tính cho em là trong vòng khoảng 5 phút. Đấy. 5 phút thôi. Đấy. Các bác bật bếp lên là 5 phút là bắt đầu nướng được rồi. Cho nóng hết cỡ lên trong vòng 5 phút. Là mình sử dụng được. Rồi để em tạm dừng, em lấy chân, em lắp cái chân camera vào và quay các bác nhé. Rồi em đã kẹp cái chân máy quay lên. Giờ em sẽ nướng cho bác coi nhé. Đấy, khoảng 5 phút rồi đó. Em tạm dừng có một chút xíu thôi, em đừng chắc khoảng mấy giây thôi. Đấy, 5 phút rồi, chảo rất nóng rồi.
Rồi trên này trên đầu à? Thì cái này mình nướng ở trong nhà cũng được, mình thích ăn theo cái gia vị mặn nhạt hay là ngọt, thế này cái gì đó là tùy chỉnh theo cái nhu cầu của các bác. Thì mình ăn ở cửa hàng thì mình phải theo gia vị của người ta. Đây bác thấy không, thịt nó cháy không khác gì cháy than đâu các bác nhé. Thì là bác cứ để cho cái lửa là cái chảo cháy hết cỡ trong vòng 5 phút nó bắt đầu các bác lật được, 5 phút bắt đầu nướng, còn lật thì bác cứ theo lật, nói chung là khoảng 15 phút thôi, không tới 15 phút đâu là bác đã có món ăn là ăn được. Bây giờ mới có hơn 7 phút thôi mà thịt nó đã như thế này rồi. Đó là rất là tiện đó nhé, tại vì nó ra nhiệt những cái khay ấy của Nhật Bản nó rất là chuẩn. Này đã bắp này, đang nhìn thấy chưa, nó biến thành màu xanh rồi. Tại vì em review như thế này á, thì nếu khi ở trên video á, các bác coi lúc em livestream ấy, các bác không biết là nó nướng như thế nào đó, nên là em cũng phải đăng như thế này lên để video thực tế ấy. Đó, thì hầu như là em đăng 10 cái lên thì em bán hết luôn, không còn cái nào cả. Còn livestream thì có những bác mua rồi á, xài rồi, dùng rồi thì biết rồi. Đó, thì quan trọng bác thích mẫu mã kiểu dáng đó thôi thì bác mua thôi. Đó, nên bác cứ đằng ngay nếu mà nướng á, một lần là nướng cả nửa ký bác nhá, cái khay này. Thì giờ không có tiền để mua thịt thôi bác. Cái khay nướng thì rất là nhiều bác nhá. Đây em không dồn lại, em cứ giải giải đó, còn nếu mà bác dồn lại thì được rất là nhiều nhé. Lườn nướng cả lửa ký đấy bác, nửa ký là thịt dê nó hơi tốn kém đấy các bạn. Đầu bắp nó bắt đầu chuẩn bị chín rồi đó các bạn. Bác cứ bỏ lên thoải mái, bỏ kín khay đi, không sợ vấn đề gì đâu. Đấy, tại vì khay nó ra nhiệt nó nóng lắm, cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đừng có bỏ nhiệt, ý là đừng có bỏ thịt ngay từ lúc bắt đầu bật bếp nhé. Lưu ý cho em vấn đề đó, phải để nó nóng 5 phút, 7 phút lên, cho chảo nó nóng thịt tim. Bây giờ mới 9 phút đó, để có đồ ăn rồi. Thank you.
bác thịt, nói chung là bây giờ là có mấy miếng ăn được rồi, thì em có nói với các bác rồi, trong khoảng 15 phút thôi là mình đã có đồ ăn rồi. Thế còn nếu mà nướng than thì sẽ rất lâu hơn rất là nhiều, cực kỳ lâu, than thì không thể nào nhanh được như nó đâu. Bởi vì than này mất công gióng lửa, nước nó tàn than bắt đầu mới nướng được. Còn cái này không cần nhé, cứ bật bật lên cho em 5 phút là nóng hết bếp, là bắt đầu mình nướng được. 15 phút là mình có đồ ăn. À, tiếp theo giới thiệu một cái nồi, cái này là của Toshiba nhé. Này thì nó này là lần thứ 3 nhé. Đấy, con này nó đun được cả từ nhé, lưu ý cho em. Cái xoong này đun được cả từ. Đun được cả từ nhé. Ở ngoài nó tráng một lớp men sơn đen thì chống dính thì đây, bên trong của nó đây nhé. Con này rất là sâu, nó đốt bằng mâm nhiệt. Đấy. Đây em đo các bác này, chiều rộng của nó. Nó là 24cm nhé. Và nó sâu khoảng 9cm. Đây em hôm nay em sẽ nấu lẩu cho các bác. Cái vung nó là vung kính nhá. Đấy. Thì cái này một là các bác dùng ở trong đây. Đấy. Bác không phải mua một cái bếp từ nào khác. Hai là các bác có bếp từ rồi, đấy, bác thích dùng thì bác có thể bỏ cái này lên một cái bếp lớn, bác nấu xong bắt đầu bác bưng bác bỏ đây, bác đun, bác ủ. Tại vì cái này nó ủ rất là tốt, tại vì nó làm cái thành này rất là dày nhá. Ở dưới nó có một cái đế nhiệt nữa, đấy, nó giữ nhiệt rất là tốt nhá. Của Toshiba sản xuất nhá, nó có dây hít. Các bác thấy 14-15 phút là mình đã có thịt dê để ăn rồi. Hoặc là bác nướng thịt bò hoặc là bác nướng thịt heo, tùy các bác thích nướng cái gì thì nướng. 15 phút là có đồ ăn rồi, mình không phải no khâu chuẩn bị than hủng khói tiếp ảnh hưởng đến hàng xóm. Cho lên nướng nước. Và cái này nó chống dính rất tốt các bác nhá. Các bác này có thể nâu nó sơ đi thôi. Chẳng hạn như bên này bác nhìn thấy không? Nó cháy nó dính những cái gia vị ấy, chứ không phải là cháy thịt nhá. Đấy là cái phần gia vị thôi. Bác nhìn thấy nhiệt nó vẫn bốc lên ngụt như này, biết nó giữ nhiệt tốt lắm. Đây này. Đó. Cái mủn mà những cái hành hoặc là những cái gia vị ấy, nó cháy ấy, thì bác có thể lau đi. Đấy, bác thấy không? Lau rất đơn giản thôi. Nó không dính giống như cái ở đây đâu. Em xin chia sẻ với bác, cái ở đây nó dính hơn nhiều. Đấy, nồi lẩu nó có thể bắt đầu ngộp rồi. Thôi nồi lẩu thôi. Nồi lẩu vung kính nhá, bác có thể theo dõi được bên trong. Nó sâu như vậy bác có thể xào rau được nhá. Hoặc là xào cái gì bác xào. Khá là hay. Đấy, còn nếu mà để nấu lẩu không thì bác không phải mua thêm bếp từ, bếp tiết gì nữa. Đấy, bếp tốn tiền. Đấy, giá nó là 750. Thế nên bên trong thì xài được bếp từ rồi nhá. Bỏ bếp từ lên nấu được trong bếp từ nhé, rất hay, gọi như là dùng được hai chức năng luôn. Đấy, nồi
cúng kính nhé. Nuôi nào đến chỉ còn một cái thôi nhé, hết rồi. Các bác thấy sôi chưa? Sôi. Khi sôi các bác giảm lửa xuống, giữ nhiệt tốt lắm, tại vì nó cái bầu nó tròn to dày. Rồi video của em đến đây tạm dừng nhé, xin chào các bác. Em ăn như là nó nguội hết rồi, dê nó nguội rồi, mất ngon. Đấy, các bác nhìn cái nồi lẩu này, sôi dã man chưa? Đấy. Bác nào mua thì chuyển khoản nhé, hoặc là cọc em gửi hàng nhé. Khách nào em sẽ không gửi hàng không, hoặc là không có chốt miệng các bác nhé, tránh tình trạng lần nữa. Rồi xin chào các bác nhé, tạm biệt các bác.